Xin chào các bạn. Chủ đề của chúng ta hôm nay là sự thay đổi của bạn trong 3 tháng cuối năm. Rồi, các bạn chọn tụ bài nha. Sự thay đổi về cuộc sống của các bạn nhé, vào 3 tháng cuối năm 2023. Các bạn dựa vào con số yêu thích, hình, sắc màu hoặc là các trụ đá ở phía trên nhé. Rồi, bây giờ mình vào phần trải bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta nói về sự thay đổi cuộc sống của bạn vào 3 tháng cuối năm. Rồi. Các bạn có compass là bạn liên quan đến đến những cái định hướng, những cái kế hoạch liên quan đến cái việc bạn sẽ chú ý nhiều, có thể về chiêm tinh học nè, về phong thủy, về đường đi nước bước, về các kế hoạch, về những dự tính, về phương hướng, là nó sẽ liên quan đến cái việc các bạn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, các bạn chuẩn bị chi tiết rõ ràng như thế nào về những gì mà các bạn mong muốn đạt được nha vào 3 tháng cuối năm này. Mình ví dụ như công việc hay là việc học gì đó của các bạn đi, thì các bạn sẽ rất là tập trung để ý đến, suy nghĩ đến cái việc kế hoạch học tập của các bạn sẽ học thêm cái gì, thêm kiến thức gì, thêm kỹ năng nào. Hay là làm việc, bạn sẽ có những cái sự định hướng kỹ lưỡng, mình sẽ làm việc ở đâu, mình sẽ làm những ngành nghề nào, mình sẽ sống ở đâu. Rồi các bạn sẽ chú ý về thời thế, thời vận, chú ý về các quy luật của vũ trụ nè, sự tác động của chiêm tinh học nè. Rồi nếu như các bạn nào giỏi á, có nghĩa là các bạn sẽ tìm có thời gian thì các bạn tìm hiểu thêm về chiêm tinh học nè, về phong thủy, về phương hướng. Có nghĩa là các bạn càng kỹ lưỡng cái sự chuẩn bị bao nhiêu thì sẽ rất là thay đổi cuộc sống của mình bấy nhiêu. Đây là cả một quá trình nha mọi người. Khi mà mình liệt kê như thế là các bạn đừng có lo, tức là nó là cả một quá trình chứ không phải là bắt một ngày, hai ngày là bạn phải biết hết tất cả. Các bạn có slow and steady, wow, như mình nói luôn, càng chậm càng chắc nha. Mỗi ngày các bạn cứ tìm hiểu một ít. Mình ví dụ như là các bạn đang có sự muốn thay đổi về cái nơi làm việc, thay đổi về nơi ở, đang mong muốn là có thể đưa ra được những quyết định quan trọng, là các bạn thay đổi, có thể là các bạn di cư nè, qua nước ngoài học hoặc làm việc, hoặc là thay đổi cái nơi làm việc của các bạn. Đó là những cái quyết định nó rất là quan trọng. Với năng lượng của các bạn thì càng chậm càng tốt, càng chậm càng chắc. Các bạn đừng nản lòng, đừng có nôn nóng, đừng bỏ cuộc, đừng xuống tinh thần. Cho nên cái năng lượng các bạn đang đi có xu hướng gì đó chậm chậm từ từ là rất đúng nha mọi người. Rất đúng á, nó không phải sai đâu. Đó. Rồi, để mình tiếp. Khi các bạn làm cái việc gì đó điềm tĩnh, chậm chậm từ từ, các bạn sẽ hiểu được những dấu hiệu từ vũ trụ. Các bạn hiểu được cái ý nghĩa vì sao có những cái sự thay đổi như vậy đến với mình. Home liên quan đến ngôi nhà, liên quan đến nơi ở. Toàn là những cái thay đổi mình thấy rất là quan trọng luôn với mấy bạn tụ 1. Wow, cái này là rất là tuyệt vời cho mấy bạn nào chọn tụ 1 nè. Nó sẽ liên quan đến ngôi nhà, đến đất đai, đến tổ ấm. Rồi mình tiếp nha. Mình vào tarot một chút nha mọi người, để mình rõ thêm. Các bạn có 5 gậy, 2 gậy, 9 ly. Oh my god, trời ơi, bài đẹp quá The Fool. Rồi lá cuối cùng nha, lá cuối bộ bài, chờ mình. 3 gậy đây. Bài của mấy bạn thay đổi vào 3 tháng cuối năm rất là đẹp luôn á, đẹp luôn. 5 gậy á là các bạn đừng có buồn khi mà có những cái việc gì đó nó hơi bị
trái ý đến với mình. Có những lúc các bạn sẽ thấy năng lượng của sự bực bội, của sự cạnh tranh, gây gổ, mâu thuẫn gì đó với ai, của cái việc là nói chuyện không hợp nhau, bị khắc khẩu hay tranh cãi. Đó, nó cũng có những cái nguồn năng lượng như thế sẽ khiến các bạn là đôi khi bị bực bội, nóng nảy. Hoặc là các bạn vẫn còn những cái sự cản trở, hoặc là ai đó chưa có đồng thuận với các bạn, hoặc là gây những cái sự bối rối, khó dễ vì gì đó với các bạn trong công việc. Nhưng mà đây chỉ là những cái năng lượng nó nhỏ thôi. Nó nhỏ là cái hậu quả nó gây ra nhỏ, tức là nó chỉ tác động, nó dừng lại ở cái mức làm cho bạn bị bực bội, khó chịu á, như là nó kích hoạt cái sự nóng nảy một chút, chỉ thế thôi. Các bạn đang có những cái sự khởi đầu mới nữa chứ? Những cái ước mơ của các bạn nha, gọi là ước mơ thành hiện thực của các bạn cho những sự khởi đầu mới, hoặc là cái ước mơ thành hiện thực của các bạn nó sẽ liên quan đến công việc phát triển xa, công việc của các bạn, hoặc là những sự thay đổi, về khoảng cách địa lý, tức là thay đổi về môi trường. Đây có thể là thay đổi về môi trường làm việc, hoặc là thay đổi về môi trường sống. Đó là các bạn sẽ đạt được cái ước nguyện này nè. Các bạn sẽ có chìa khóa trong tay. Các bạn sẽ thay đổi được, các bạn có sự khởi đầu mới. Các bạn sẽ thay đổi được môi trường làm việc, hoặc là các bạn sẽ thay đổi được cái môi trường sinh sống nha. Và các bạn sẽ có những cái sự khởi đầu mới lại cho cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là các bạn sẽ làm việc ở một nơi khác. Ở bên ngoài trời đang mưa mọi người, các bạn sẽ nghe tiếng mưa hơi ồn nha. Mình thấy có liên quan đến một vùng đất mới, liên quan đến đồng ruộng. Cái này nó có thể thuộc sở hữu của các bạn, hoặc là nó có liên quan đến nơi các bạn sinh sống. Tức là nơi các bạn sinh sống, có thể các bạn sẽ đi qua những cái khu vực mà gọi là đất đai nó rất là rộng, trong lành. Rồi các bạn có thể sẽ đi qua những cái khu vực mà nó có nhiều đồng ruộng. Đó mọi người. Mình thấy là gọi là đất thì rộng rãi á, người ít. Các bạn còn có sự trông ngóng nào đó nè. Cái sự trông ngóng nào đó của các bạn nó sẽ liên quan đến một cái khoảng cách địa lý xa. Các bạn đang muốn gặp gỡ ai đó, hoặc là các bạn đang muốn sự phát triển mở rộng ra theo ý của bạn nha. Có rất định hướng đi của các bạn đang rất là đúng nha mọi người, xuất sắc. Ban đầu á, các bạn sẽ thấy những cái sự hơi hơi cản trở một chút là một. Những cái sự việc nào đó của các bạn nó cứ là slow, nó hơi chậm chậm. Là đừng có vội là phán xét trong cái thời điểm đó. Tại vì cái thời điểm đó là thời điểm của những cái sự chuyển hóa không thể nhanh được. Tại nếu mà sự chuyển hóa mà đùng đùng nhanh, nó sẽ làm cho người ta bị choáng á. Tại cái bạn cần là cái sự thích nghi. Bạn cần thích nghi lúc ban đầu trước, cho nên cái sự chuyển hóa lúc mới đầu của bạn á, nó hơi bị cản trở một chút, nó hơi chậm là nó đúng á. Tại cái đó nó đang phù hợp để cho bạn thích nghi. Rồi. Các bạn có play have fun. Các bạn sẽ có được cái khoảng thời gian, trời ơi, thư giãn, giải trí, vui vẻ nha, tiệc tùng có thể có luôn á. Trong be sure, có nghĩa là đừng có nghiêm trọng, là ý muốn nói là đừng có gây nặng nề áp lực cho bản thân. Thậm chí bạn có thể là cho phép bản thân của mình thư giãn, chung vui với mọi người cũng được, hoặc là các bạn thư giãn một mình cũng được luôn nha. Các bạn có thể tự nấu ăn, các bạn có thể là uống thêm một cốc bia. Đại khái là những cái việc nó rất là nhỏ thôi, nhưng nó lại có tác động ảnh hưởng lên tinh thần của các bạn rất là lớn luôn á. Nó sẽ làm cho các bạn lấy lại cái sự phấn khởi. Những cái thú vui nho nhỏ mình tự làm cho bản thân á, thì các bạn thấy là cái đó là những cái hành động nó rất là truyền cảm hứng cho bản thân luôn, sẽ lấy lại cái tinh thần phấn chấn của bạn với cuộc sống. Các bạn có free agent, tạo ra thiên đường tại nhân gian, tại trái đất nè.
It's happening, nó đang xảy ra. Trời ơi, các bạn có thông điệp á, bạn sẽ tạo được một cái thiên đường ở nhân gian này nha, ở trái đất này. Và cái năng lượng này đang diễn ra, đang xảy ra. Đang xảy ra luôn. Có thể các bạn sẽ được sinh sống ở một nơi đầy cái sự mơ ước của bạn á, bạn có thể chuyển đến được sống ở một cái vùng đầy thiên nhiên ha. Đầy cái sắc màu xanh luôn á. Cây cối nhiều, tảng đá, núi, ao hồ, sông, suối. Đấy là bạn được tiếp xúc với gọi là các nguyên tố tự nhiên, được tiếp xúc với lại thiên nhiên đầy cái sự trong lành, trong xanh ở trong đó. Và cái điều này sẽ giúp các bạn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần nha. Và bạn được sống ở cái nơi mà đúng đúng sự mơ ước của bạn á. Trước khi mình rút tới hai cái lá bài kia, mấy cái lá bài kia mình sẽ rút một ít thông điệp trong đây trước nha mọi người. Các bạn có thông điệp là hãy thử thay đổi màu sắc và phong cách trang phục, làm mới bản thân á. Đó là điều không dễ nhưng không phải là điều không thể. Một điều nào đó mà các bạn đang thay đổi nè, hoặc là những cái mơ ước của bạn, những cái mong cầu của bạn á, để thay đổi cho cuộc sống của mình nè, nó là điều không dễ nhưng mà bạn cứ làm nó một cách từ từ. Nhưng đó không phải là điều bạn không thể làm đâu nha. Cho nên là ý vũ trụ muốn nói không dễ nhưng mà bạn hãy cứ làm đi. Đừng tưởng là cái việc đó không thể nha. Tức là việc đó là việc mà bạn có thể thực hiện được đấy. Ngọn lửa trong tim muốn cháy mãi thì mình phải chăm sóc. Đừng có từ bỏ ước mơ của bạn nè. Đừng có để bản thân của mình rơi vào trong trạng thái trì trệ nhàm chán. Hãy sốc lại tinh thần của mình bằng một cách nào đó. Can đảm là khi bạn e sợ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Rồi, lắng nghe sự rung động của tinh thần lạc quan. Wow. Chắc chắn là cái nguồn năng lượng lạc quan này đến với các bạn bằng một cách nào đó rồi đó. Bạn cứ lắng nghe, bạn cứ chờ cái sự chuyển hóa đến với bạn, bởi vì cái điều đó nó sẽ rất là thú vị. Chờ mình tiếp nha. Các bạn có gì đây? Push through any insecurity. Bất kể là bạn đang đối diện với tình huống nào, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước. Bạn có thể thư giãn á, tức là đừng để cho bản thân mình áp lực bằng cách hãy tiếp xúc với lại ao hồ, sông, suối, biển, với nguyên tố nước á. Không nhất thiết các bạn phải lặn xuống dưới ha, mà các bạn ra đó hít thở cái bầu không khí thôi là cũng được lắm rồi. Wow. Ơi da, có năng lượng của tình yêu hoặc là tình thương, có những nỗi nhớ. Chắc chắn cuộc đời các bạn trong 3 tháng cuối năm nó sẽ có nổi bật lên tình yêu hoặc tình thương nha. Cho dù các bạn có đang bị khoảng cách xa nhau nhưng tâm hồn là không có xa nhau đâu. Đây cũng là một thông điệp có khả năng đoàn tụ với người yêu hoặc người thương của bạn. Người thân hoặc người yêu có khả năng đoàn tụ. Để mình thêm đi. Bảy ly rồi à, thì em para là bạn đang tính á, có nghĩa là bạn đang tính toán, đang trời, thật ra các bạn là những người rất là kỷ luật, các bạn là những người có tầm nhìn, có kế hoạch, có óc tổ chức. Thật ra bạn tính đang tính bạn đang suy nghĩ đến những kế hoạch tốt nhất, thuận lợi nhất để có thể làm được những cái việc mà bạn bạn mong muốn có cho cuộc đời của mình, mọi mọi lĩnh vực luôn, kể cả tình yêu, kể cả công việc, cuộc sống này nọ của bạn luôn. Wow, mình đang nhìn thấy năng lượng của bạn là đang sốc lại năng lượng nam tính rồi đấy. Tức là năng lượng của cái việc bạn rất là kiểm soát cuộc đời của mình. Kiểm soát ở đây là ý mình đang nói về cái quản lý sắp xếp kế hoạch tổ chức á. Đấy. Rồi.
mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tuần 2. Sự thay đổi trong cuộc đời của bạn từ đây cho đến 3 tháng cuối năm 2023 nhé. Một trần, một cái sự thay đổi lớn, bạn đang đối diện với một vấn đề lớn. Mình à, cái vấn đề này của các bạn nó là một cái vấn đề quan trọng. Nó sẽ mang tính chất là nếu bạn có thể thực hiện được, làm được được á, là một bước ngoặt cực kỳ phát triển trong cuộc đời của bạn luôn nha, gọi là thay đổi số phận cuộc đời. Các bạn tuổi 2 có một cái điều là các bạn hãy chú ý giữ nguồn năng lượng của bản thân nha, đừng để kiệt sức. Đó. Tại vì đây là cái giai đoạn nó quá quan trọng với mấy bạn rồi, cho nên bạn để kiệt sức á, nó dẫn đến là ảnh hưởng luôn xuống luôn cả về mặt tinh thần. Không nên, tức là thay đổi quan trọng mà, cho nên mình phải giữ cái nguồn năng lượng, bởi vì nó sẽ quyết định á, nó ảnh hưởng rất là nhiều về về cái số phận cuộc đời của mình về sau. Gentle gardener, mình mới nói là đừng nghiêm trọng á, thì các bạn có năng lượng của sự nhẹ nhàng nè, đừng có nhìn sự việc nghiêm trọng. Các bạn có cộng đồng, có sự hỗ trợ nâng đỡ, bạn không có một mình chống chọi đâu nha. Bạn không có phải là một mình để làm hết mọi thứ đâu. Bạn có sự hỗ trợ nâng đỡ của bạn bè luôn á, của ai đó mà thân thiết yêu thương và có cùng suy nghĩ với bạn. Rồi bạn có sự hỗ trợ từ thiên thần nữa nhé. Một mình. Wow, sự di chuyển. Oh my god. Các bạn không có bị đứng lại, không có bị chậm trễ, các bạn sẽ không bị dậm chân tại chỗ, chắc chắn có sự thay đổi, sự di chuyển. Rồi một á, là đây năng lượng của sự phát triển. Hai là có sự di chuyển thực sự nha mọi người, thay đổi á, thay đổi về nơi chốn, nơi làm việc hoặc nơi ở. Rồi chờ mình lấy tarot, chúng ta sẽ xẻ thêm chi tiết. Ui mày á, trời, 10 tiền. 10 tiền hả, sốc dữ vậy. 10 tiền á là các bạn tuổi 2 sẽ có tình yêu hoặc hôn nhân luôn. Xây dựng gia đình 10 tiền, khả năng đó cao, hoặc là ít nhất các bạn cũng sẽ cùng với người yêu của mình á là đang hướng tới một gia đình 10 tiền rồi nha. Nghiêm túc, rất là nghiêm túc, bởi vì gia đình 10 tiền á là các bạn chững chạc, các bạn rất là trưởng thành trong cái cách suy nghĩ, là không chỉ là tình yêu yêu thương nhau, tức là không chỉ về mặt cảm xúc thôi, mà các bạn còn rất là thực tế trưởng thành á, tức là các bạn còn suy nghĩ đến tiền bạc, đến công việc, đến nơi ở, đến những điều rất là thực tế để mình có được một gia đình. Là không chỉ yêu thương nhau mà còn phải là một gia đình đủ đầy, sung túc, ấm áp, có đủ mọi phương tiện. Đấy. Nữ hoàng nước. 7 tiền. Trời ơi, lại là một sự thay đổi, một sự di chuyển. Sao mình đang thấy cao quá vậy nè? Cao quá cho cái việc mà có chừng các bạn thay đổi nơi làm việc hoặc nơi ở, hoặc là ít nhất là các bạn sẽ rất là chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng trong suy nghĩ nha. Thì để kịp là cuối năm các bạn thay đổi hay không, còn không thì nó sẽ rơi vào năm sau là các bạn thực hiện được, nhưng đến cuối năm là bạn đã xác định rõ ràng. 8 tiền, lá cuối của bài. Rồi giờ mình phân tích đây nè. Mình thấy các bạn tuổi 2 có đôi có cặp, nếu bạn độc thân á, yên tâm nha, yên tâm,
bạn không có, bạn từ giã cái cuộc sống độc thân á, bạn chắc chắn có người yêu hoặc bạn kết hôn luôn, là trong cuối năm nay, hoặc như mình nói rồi, còn không là bạn ít nhất sẽ gặp được đối tượng của mình trong cuối năm nay. Và cái chuyện mà các bạn xây dựng gì cùng một gia đình đó, nó sẽ là vào năm sau. Hoặc là có một số bạn là xong xuôi hết mọi thứ trong cuối năm nay luôn nha. Ít nhất tại sáu kiếm á, mọi người, thì nó sẽ liên quan đến là cái sự thay đổi rõ ràng trong cách bạn suy nghĩ. Tức là bạn sẽ đưa ra được cái quyết định rõ ràng luôn là bạn sẽ thay đổi công việc, bạn sẽ thay đổi cái môi trường sống. À, ít nhất là như vậy, còn không là bạn di chuyển thật sự luôn nha. Thay đổi luôn á, khăn gối lên đường nè. Nhưng mà tại vì trong cái thông điệp sáu kiếm này á, cái khăn gối lên đường của bạn nó vẫn là tư thế ngồi á, thì có nghĩa là một là bạn kịp làm luôn trong cuối năm nay, hai là bạn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi năm sau bạn mới đưa ra cái quyết định thay đổi. À, năm sau bạn mới mới có sự di chuyển thật sự. Cái người mình thấy cặp đôi của các bạn rõ ràng luôn, một người là năng lượng của nữ hoàng nước, một người là năng lượng của 7 tiền và 8 tiền. Năng lượng của nữ hoàng nước á, là đang chỉ về cái việc ở nơi bạn là bạn trưởng thành về về cái về tinh thần, về tâm lý dữ lắm rồi, tức là về cách suy nghĩ nè, về cảm xúc vững vàng rồi, không có phải là dao động cảm xúc. Cảm xúc của bạn không có bị dao động nữa đâu nha, không phải là sáng nắng chiều mưa dễ thay đổi đâu, mà là cái cảm xúc của bạn chững chạc rồi đó. Có nghĩa là về tâm lý, tinh thần, cảm xúc chững chạc, là suy nghĩ nó chững chạc chứ không có bị dao động thay đổi. Có tình yêu nha, nữ hoàng nước cũng là năng lượng của tình yêu đến với cuộc đời các bạn. Cái người thương của bạn là một người rất thực tế, quan trọng những chuyện thực tế. Không có phải lúc nào cũng bên cạnh bạn rồi ôm bạn thôi đâu. Tức là người thương của bạn sẽ là một cái người á, có khả năng hiện tại hai người đang bị khoảng cách địa lý. Có khả năng đó. Và cái người đó đang rất rất là tập trung vào trong công việc luôn, rất là chuyên cần và rất là biết tính toán. Biết tính toán, biết nhìn xa trông rộng. À, rất là suy nghĩ sâu xa, không có suy nghĩ, người này không suy nghĩ nhất thời, mà cái người thương của bạn sẽ là một cái người mà suy nghĩ cho kế hoạch của nhiều tháng, nhiều năm sau sẽ là như thế nào, và đang rất là trồng cây luôn á. Người thương của bạn á, giống như họ xem sự nghiệp á, nó là một cái khu vườn và họ đang rất là chăm sóc cho cái khu vườn của họ, và cái tinh thần của họ là tinh thần của hoa hướng dương, tức là cái người này rất là suy nghĩ lạc quan tích cực. Bạn tiếp xúc với cái người này á, bạn thấy phấn chấn á, tại vì cái tinh thần lạc quan của họ và cái đủ bản lĩnh để cho bạn có những cái sự suy nghĩ thực tế nữa. Người này có một cái công việc chuyên môn nào đó rất là ổn định nha, tức là có một cái tay nghề sở trường nào đó đó mọi người, vững lắm. Vững có nghĩa là họ làm việc, họ chuyên cần, họ sáng tạo trong một cái chuyên môn nào đó của họ. Người này hiện tại đang suy nghĩ rất là nhiều về cái việc là làm sao để có tiền bạc ổn định dư dả. À, và đang suy nghĩ rất là nhiều luôn về cái việc là liên quan đến cái sự thay đổi của bạn nha. Cái người thương của bạn á, suy nghĩ về bạn luôn á, tức là suy nghĩ làm sao để bạn có cái sự thay đổi luôn nè. Các bạn có Where are you being called to journey to? Sốc chưa? Rất là sốc luôn, rất là kết nối. Tại vì mình vẫn đang thấy có một khoảng cách địa lý nào đó mà bạn cần phải vượt qua cái khoảng cách địa lý đó. Hả? Nơi đang kêu gọi bạn đến. Wow. Đấy. Dường như là bạn đang đang trong cái giai đoạn rất là suy nghĩ nhiều đến cái việc thay đổi về cái nơi ở hay sao đó. Đấy. Giống như nơi bạn thuộc về, nơi bạn đang muốn thay đổi, đó cái nơi đó đang rất là kêu gọi bạn. Các bạn tụ hai khả năng là các bạn nên cho bản thân của mình thư giãn, đến một cánh đồng lúa, cánh đồng hoa, hoặc là đến khu vực ao hồ, sông suối biển sẽ làm cho tinh thần của bạn sáng suốt hơn rất nhiều nha. Bạn sẽ có được những cái sự suy nghĩ sáng suốt cho cuộc đời của mình. À, trong trong cái giai đoạn cuối năm này nha mọi người.
Boundaries, ranh giới, nơi mà bạn cần để bạn thiết lập cái ranh giới tốt hơn. Wow, ý nghĩa rất là quan trọng. Thật ra cái nơi chốn lại rất quan trọng với mấy mấy bạn tụi hai. Cái nơi bạn có phát triển được nhiều hay không nó cũng phụ thuộc vào cái nơi chốn lắm á. Nếu như bạn may mắn đến được cái nơi phù hợp thì wow, đó sẽ là một sự phát triển. Bạn sẽ rất là thay đổi về cuộc đời luôn. À, đây cũng là một cái thông điệp mà muốn gửi đến các bạn. Thật ra, bạn rèn luyện cho cái sức mạnh nội tâm á, nó lại rất là quan trọng. Nếu như nội tâm của bạn vững vàng thì bạn cứ từ từ mà suy nghĩ đến cái việc thay đổi nơi chốn. À, tại vì thật ra không có cái gì quan trọng bằng cái nơi chốn bên trong của bạn á. Tức là bạn chính là nơi trú ẩn an toàn cho bạn. Hải đảo tự thân có nghĩa là đang nói về cái việc là nếu bạn mạnh được về mặt tinh thần thì cái môi trường xung quanh nó ảnh hưởng đến bạn ít thôi. Nếu bạn mạnh về mặt tinh thần nha. À, rồi. Cho nên cái việc các bạn rèn luyện cái sự mạnh mẽ về tinh thần, về định lực á, nó là quan trọng hơn. Mình sẽ rút cho các bạn hai thông điệp nữa, nhưng mà trước khi rút hai thông điệp đó, chúng ta sẽ lấy một vài thông tin trong mấy cái lá này trước nha. Một lá bài nhảy ra. Mỗi một con người đều có một chỗ đứng trên mặt đất này. Hãy tin tưởng vào vũ trụ nhé. Năng lượng thể chất của tôi luôn tỏa sáng. Wow, bạn nên tập trung vào thể chất, vào sức khỏe của bạn nha. Bởi vì thể chất của bạn lên thì nó có góp phần vào vài chục phần trăm cái cuộc đời của bạn thay đổi á. Đặt bước chân đầu tiên. Wow, một cái sự thay đổi mới nào đó của bạn á, bạn có khả năng sẽ đặt được bước chân đầu tiên cho cái sự thay đổi mới. Mỗi một con người đều có đủ năng lực để làm thay đổi thế giới. Nếu như bạn mang tư tưởng là muốn có một cái thay đổi lớn nào đó trong cuộc đời mình, hoặc thậm chí là bạn muốn thay đổi thế giới, thì bạn thay đổi từ bản thân của bạn trước. Đừng bao giờ suy nghĩ xem nhẹ bản thân của mình, hay cho rằng mình chỉ là một cá nhân. À, một cá nhân thôi nhưng lại quan trọng đấy. Biến điểm yếu của mình thành thế mạnh. Nghiên cứu nha mọi người, liệt kê những điểm yếu của bạn, hãy biến nó thành thế mạnh, thành điểm đặc biệt của bạn nha. À, không đùa đâu. Điểm yếu của bạn coi chừng nó là thế mạnh của bạn á, coi chừng đó là món quà từ vũ trụ đấy. À, chờ mình chút. Wow, death and rebirth. Đúng là sự thay đổi như là một cái gì đó chết đi sống lại nè. Điều đó chứng tỏ là cái giai đoạn cuối năm này cho đến năm sau nó sẽ là bước ngoặt, một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời bạn nha. Go for it. New Moon, hãy làm lãnh đạo cho bản thân của mình. À, hãy hãy tiến về phía trước á. Bạn đang đúng à. Bạn cứ hành động năng động, hãy làm lãnh đạo cho chính bản thân của mình. Bạn hãy cứ tiếp tục, hãy tiến về phía trước. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba, mình để đây nha. Sự thay đổi cuộc đời của bạn vào 3 tháng cuối năm 2023. Ê, trời, education liên quan đến sự học tập.
Wow, sự thay đổi của các bạn tụ ba, bạn sẽ học thêm cái gì đó mới hả? À, bạn lại nâng cao về mặt kiến thức của mình lên. À, bạn học cái gì đó mà có thể gọi là master hơn rất là nhiều. À, chúng ta bắt đầu chi tiết hơn ha. Right away, cưỡi trên con sóng. Commitment. Nó nhiều ý nghĩa lắm mọi người. Có thể bạn đang theo cái chương trình hoặc là bạn đang theo làm việc cho cái công ty tổ chức nào đó, mà cái nơi đó bạn bạn theo là bạn phải rất là phấn đấu bản thân á. À, có thể nó sẽ rất là liên quan đến cái sự phát triển trong tương lai của bạn. Mà nếu như bạn để bạn có thể theo được cái con sóng này là bạn rèn luyện bản thân dữ lắm, tức là bạn phải học đồ lên dữ lắm thì bạn mới có thể tiếp nhận cái công việc đó, mới có thể vận hành được tốt cái công việc đó. À, hoặc là cái nơi đó cũng sẽ là một cái nơi mà rất tạo điều kiện cho các bạn học hành thêm. Cái nữa liên quan đến sự cam kết mang nhiều ý nghĩa. Ở đây mình cũng thấy có cặp đôi, hoặc là các bạn sẽ có sự cam kết trong tình yêu, trong hôn nhân của bạn nha. Hai là cái sự cam kết này nó liên quan đến cái việc là bạn tiếp nhận một cách vững chắc á, ở một cái nơi làm việc. Tức là cái nơi làm việc của bạn nó có cái xu hướng sẽ có sự cam kết với bạn lâu dài. Cái tương lai của bạn đang đầy cái sự hy vọng nha. Nhưng mà mình cũng thấy cái nỗ lực của bạn ở đây nó không đến mức gọi là áp lực. À, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không có quá thoải mái. Tức là bạn vẫn phải cố gắng, vẫn phải học á, học để bạn có thể làm được tốt cái công việc. À, có nghĩa là cố gắng để phát triển bản thân á. Mình không thấy cái năng lượng áp lực ở đây, nhưng vẫn thấy cái năng lượng là bạn vẫn phải tiến về phía trước, phải học. Rồi, mình tiếp. Ở ngoài trời có mưa mọi người, các bạn nghe hơi ồn nha. À, mình có thấy nguồn năng lượng của sự mạnh á, mạnh về công danh sự nghiệp của bạn. Có thể là bạn có cơ hội để bạn tiến thân dữ lắm nha trong 3 tháng cuối. Giống như là bạn có lý tưởng hoài bão, bạn có tham vọng. Giống như bạn cũng có những cái sự tham vọng, có thể là thăng chức, thăng bậc lương gì đó, thăng chức, thăng địa vị xã hội. Nhưng mà đây cũng là điều hữu duyên với bạn rồi, tại right away. Tức là cái sự tham vọng á, về công danh sự nghiệp nó là cái hữu duyên với bạn. À, ơi trời, The Lover có tình yêu luôn, sốc quá à. Có tình yêu, các bạn có sự cam kết trong tình yêu, thấy rất là rõ ha. Tại đây cặp đôi nè, cặp đôi The Lover Commitment nữa, là cái sự cam kết trong tình yêu của bạn á. Tình yêu của bạn được nâng cao lên rồi, nó đã tới cái giai đoạn mà bạn gặp đúng người, gọi là soulmate của bạn á. Tức là bạn gặp đúng cái người mà có thể nghĩ sâu xa, đi đường dài cùng nhau rồi nha. Trời ơi, tám gậy luôn, chạy tốc độ luôn nè mọi người. 7 ly. Pay, pay upsell. Trời ơi, học quá trời học luôn á. Đó, sách bài tùm lum nè. Mấy bạn đừng có để stress nha, đừng có để bội thực về kiến thức, về thông tin nha. Tại vì có nghĩa là đừng đừng để bản thân của mình rơi vào trong cái trạng thái bị nhồi nhét kiến thức nha mọi người. Cái trạng thái đó là nó gây khó chịu, nó gây áp lực lắm á. Hãy điềm tĩnh á, các bạn sắp xếp cái việc học của các bạn, cái việc đọc sách. Các bạn hãy dành thời gian để lập kế hoạch cho nó, để các bạn dành cái sự ưu tiên cho nó. Ưu tiên cái nào trước sau là mình không có bị bội thực. Kiến thức là tốt, bạn như thế này là quá xuất sắc rồi, nhưng mà cũng đừng để bản thân rơi vào trong cái trạng thái bị bội thực kiến thức á. Chariot, trời, một cái sự tiến thân mạnh mẽ luôn á. Các bạn tốc độ luôn á, trong cái niềm vui sướng nè. Dường như
mấy bạn có cái học bổng nào đó. Mình đang nhìn thấy có rất nhiều bạn dường như có một cái sự may mắn, nó tương đương với một cái học bổng nào đó để các bạn là đi học ở nơi xa, đi học ở nước ngoài, hoặc là các bạn đi học vì công việc, đi học vì liên quan đến công việc mà nó sẽ phát triển nhanh, vượt ngoài mong đợi của bạn rồi. Bởi vì tám gãy nó là tốc độ, nó liên quan đến tốc độ, liên quan đến sự phát triển nhanh, vượt cái mong đợi của bạn luôn á. Giống như các bạn sẽ phải chuẩn bị cấp tốc để các bạn đi học. Tụ ba dành cho tất cả mọi người nha. Mấy bạn đừng nghe cái từ đi học có nghĩa là dành cho mấy bạn sinh viên không nha, tức là bao gồm những bạn sinh viên mà bao gồm tất cả các bạn đi học vì công việc luôn á. Là có sự di chuyển thấy rõ là the chariot nữa. Sự di chuyển là thấy rõ nha, khăn gói lên đường á vì công việc hoặc là vì việc học. Rồi bạn chỗ thêm một người rất là nhiều những cái hoài bão ước mơ. Mấy bạn còn ham công danh sự nghiệp học vị dữ lắm. Và điều đó là tốt nha. Tại vì tất cả các điều này bạn đừng nghĩ tham vọng là không tốt, không phải. Tham vọng mà có mục tiêu, có lý tưởng là tốt, cái nó không có gì là xấu đâu. Đâu có phải là năng lượng của the devil đâu. Năng lượng của the devil là năng lượng của thao túng tâm lý. Năng lượng của cái gì đó mà chúng ta rất là mệt mỏi về tinh thần. Còn này của bạn là một cái sự tham vọng tuyệt vời, nó là sự tiến thân, nó là những cái bước tiến. Cho nên các bạn cứ tham vọng đi, đang rất là tốt. Giống như các bạn đang rất là ham học á, có thể còn ham địa vị nè, là tốt, không có sai. Tại cái điều này có duyên với bạn. Ví dụ như sau này bạn có những cái bước tiến, bạn có thể trở thành cái người có địa vị xã hội cao, giám đốc này thế kia. Bạn đừng có nghĩ cái điều đó là cái sự tham vọng. Cái tham vọng đó trong trường hợp này của bạn là tốt á, tại nó là sự tiến thân, nó là điều hữu duyên với bạn, nhân duyên của bạn đấy. Rồi em, chỉ có điều là đừng có để mình bị bội thực. Kiến thức thôi, có nghĩa là đan xen với cái việc nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện thể dục thể thao, tiếp xúc thiên nhiên. Tiếp xúc thiên nhiên giống vậy nè, chạy ra ngoài nè, bên ngoài các bạn đạp xe đi để thể dục thể thao. Và không những như thế, các bạn còn đạp xe, các bạn ngắm nhìn ruộng đồng nữa, đồng ruộng nữa. Là cái đó là cơ hội cho các bạn tiếp xúc với đất, tiếp xúc với thiên nhiên. Các bạn được thư giãn, được thanh thản, tiếp xúc với năng lượng của vũ trụ. Cho nên là các bạn sẽ không có bị rơi vào trạng thái bị stress. Tại nếu như mình đọc sách quá nhiều á, trong cùng một thời điểm là cũng rất stress chứ bộ. Nhưng mà các bạn gọi chuyên nghiệp lắm nha. Mình không thấy là các bạn để bản thân của mình bội thực kiến thức lắm đâu. Các bạn là những người rất là chuyên nghiệp á, là các bạn có ra ngoài thư giãn nè. Ở đây mình thấy cả hai cùng học. Tại mình thấy cả năng lượng nam và nữ đều học, cho nên là cặp đôi các bạn cùng học á. Trời, tuyệt vời quá vậy. Các bạn có Birthing a new A, tạo ra một kỷ nguyên mới. Birthing new creation, các bạn sinh ra những sự sáng tạo mới. Framing a new world into being, bạn tạo ra một thế giới mới và làm cho nó hiện hữu nè. Các bạn là những người mang cái suy nghĩ của sự sáng tạo ra một cái điều gì đó mới, sáng tạo ra một xu hướng mới, sáng tạo ra một cách sống mới. Style, cái phong cách sống mới đó mọi người. Đây là một điều tuyệt vời á. Đây là phá bỏ những cái suy nghĩ theo lối mòn nè. Bạn mang tư tưởng rất là sáng tạo nha. Mấy bạn á có thể là những linh hồn già, là những linh hồn mà đã dày dặn kinh nghiệm, dày dặn kiến thức của nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này là kiếp mà các bạn sẽ sinh ra cái điều gì đó mới cho cuộc sống này nè. Deep, deep, thấy deep và thấy sâu sắc rồi đó. Relenishment, retreat, rest, rehab. Các bạn hãy có sự phục hồi, nâng cao năng lượng của bạn nha. Hãy cứ tiếp xúc với những gì xanh á, tiếp xúc với đất ha, đất đất mẹ cội nguồn, hành tinh trái đất, ao hồ, sông suối biển. Các bạn có thể tiếp xúc với lại
sinh vật dưới biển, ví dụ san hô. Mình chỉ ví dụ được trong những cái mình biết thôi. Đó. Cái gì đó năng lượng của đất nè, năng lượng xanh, là các bạn sẽ được tiếp nhận năng lượng một cách sâu sắc luôn. Mấy bạn sẽ rất khác luôn nha. Có nhiều bạn mang tư tưởng lớn là thay đổi cái gì đó liên quan đến môi trường. Mọi người, chúng ta sẽ còn hai cái thông điệp nữa. Nhưng mình sẽ rút sau. Mình sẽ rút cho các bạn những cái thông điệp nhỏ này trước nha. Hãy làm những công việc thường nhật của bạn với thái độ điềm tĩnh. Giống như mình ví dụ như cái việc học đọc sách của bạn đi, làm nó một cách điềm tĩnh từ từ thôi. Không cần mỗi ngày phải một cuốn sách đâu nha mọi người. Các bạn hãy hãy cho nó ngấm vào mình những gì mà các bạn rất là tâm huyết á, từ từ điềm tĩnh thôi. Looking deeply, hãy có nhìn sâu sắc, nhìn thấu hiểu, nhìn vào tất cả các nguyên nhân gần và xa. Có nhiều bạn có khả năng tâm linh nè, có nhiều bạn hiểu về nhân tình thế thái, cho nên bạn đầy cái sự thông cảm luôn á. Giống như ở nơi các bạn không có cái sự phán xét, các bạn có những cái sự phát triển về mặt nhận thức cao. Wow, con đường phụng sự hết hồn luôn á. Cho nên hồi nãy mình đã thấy là mình cảm nhận có nguồn năng lượng của những bạn suy nghĩ rất lớn á, giống như các bạn suy nghĩ đến vấn đề của môi trường. Như đó thôi là đã thấy tinh thần của các bạn là cống hiến phụng sự rồi. Tìm lại tài năng đã bị lãng quên của mình. Xem lại tài năng của các bạn nha. Ghi ra để mình không không quên đi cái những cái điều mà mình rất là yêu thích, tâm huyết, tài năng của bạn á. Yoga, sự mãnh liệt và thư giãn cùng một lúc. Nếu các bạn muốn thêm vào một bộ môn để các bạn không có bị stress về tinh thần, hãy tìm đến yoga nha. Sẽ làm cho tinh thần của các bạn mãnh, phải dùng từ mãnh liệt luôn mà. Nhưng nó đang xen luôn với cái việc bạn thư giãn về tinh thần. Chúng ta có hai thông điệp cuối nữa. Wow, chết mình không phán xét. Wow, trời ơi. Mình đã nói rồi, các bạn đạt đến cái trạng thái á, nhận thức rất là cao. Mấy bạn là linh hồn già đấy. Linh hồn của cái việc đã học hành một cách cao, cao thật cao của nhiều kiếp rồi, kiếp này là tiếp nối. Các bạn có full moon ở nhân mã hành trình của khám phá tâm hồn, hành trình của cái việc các bạn hãy đi đến những cái mục tiêu lớn. Nhân mã mà, năng lượng của nhân mã. See the bigger picture, nhìn vào một bức tranh toàn cảnh lớn hơn nè. Giống như các bạn là những người mang tư tưởng lớn á. Wow. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.